Người Iraq tại biên giới Iran đang bị ngập lụt nặng, tin từ Baghdad. Mưa to và lũ lụt ở Iran đã làm cho hàng trăm người dân của Iraq bị các ngôi làng biên giới tỉnh Maysan phải rời bỏ nhà cửa sau khi bị vỡ hai con đập. Trung tướng Abdulhamid Kamil là chỉ huy trưởng của sư đoàn 10 bộ binh cho biết, quân đội Iraq và nhân viên phòng vệ dân sự trong tỉnh đã nỗ lực cứu cấp người dân bị kẹt trong nước lụt, gồm không vận thực phẩm cung cấp cho nạn nhân, phân phát lều vải cho người cần nơi tạm trú. Nước lụt đã làm ngập 18 ngôi làng thuộc quận Ali al-Gabi, cuốn trôi ít nhất là 100 căn nhà. Ông Haider Hussein là một nhân viên cứu trợ cho biết 12 ngôi làng thuộc địa trấn al-Gabi, hai ngôi làng tỉnh Maysan và một ngôi làng vùng Atiyeb bị ngập trên 2 thước nước. Cơ quan cứu trợ đã phân phối 325 lều vải và 500 bao thực phẩm. Ông Rahman Yasser là một người dân địa phương nói rằng lũ lụt đã làm hư hại 95% hoa màu. Iraq thông báo trong ngày thứ ba là trận lụt làm Iraq mất khoảng 25-30% sản lượng lúa mì, trị giá thiệt hại trên 200 triệu Mỹ kim.